Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình là Xuân Siêu Xe đây. Lâu lắm mới được on mic nói chuyện với các anh em luôn đó. Nói chung từ hôm qua đến giờ cộng đồng mạng rất là xôn xao về sự xuất hiện của chiếc McLaren Elva tại Việt Nam. Cụ thể vào ngày 26 tháng 9 thì những hình ảnh truyền tay nhau của cộng đồng mạng cho thấy một chiếc siêu xe nằm trên xe chuyên dụng và được vận chuyển tại Hà Nội. Dựa trên những hình ảnh được đăng tải thì chiếc siêu xe này mang trên mình vóc dáng khá là đặc biệt khi là không có mui nè. Rồi phần đầu trước khá là bằng phẳng, trong khi phần phía sau lại nhô cao lên. Điều này ngay lập tức khiến mình liên tưởng đến chiếc McLaren Elva, một trong những mẫu siêu xe mà được đồn đoán sẽ về Việt Nam thời gian tới. Vậy thực hư như thế nào? Theo một số tin đồn, mẫu xe được nhập về để chuẩn bị cho việc khai trương showroom chính hãng tại Việt Nam. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, mình mới biết được rằng thông tin trên là không chính xác. Chiếc Elva xuất hiện tại Việt Nam không phải để bán và không có mục đích trưng bày tại bất kỳ địa điểm nào, cũng như phục vụ ra mắt showroom chính hãng. Cụ thể, việc đặt chân tới Việt Nam có thể coi là kế hoạch bất ngờ của McLaren, nằm trong hành trình mang mẫu siêu xe tiêu biểu của hãng xuất hiện tại một số địa điểm đặc biệt ở châu Á Thái Bình Dương. Hay nói vui là chị bẩm xong té đó các bạn. Thế nên nhiều khả năng chúng ta sẽ không được chiêm ngưỡng mẫu xe này tận mắt, mà thay vào đó là phải đợi 1 đến 2 tháng để đón xem bộ ảnh của hãng xe Anh Quốc. Chiếc Elva xuất hiện tại Việt Nam là phiên bản gấp demi với màu sơn trang trí theo phong cách xe đua, phố giữa màu xanh lam và cam. Chiếc Hypercar này đang thực hiện hành trình vòng quanh khu vực châu Á Thái Bình Dương từ đầu năm nay. Xe từng xuất hiện tại Hồng Kông vào tháng 2, tại Australia vào tháng 3 và gần nhất là tại Singapore hồi tháng 5 vừa qua. Thì chiếc Hypercar này có gì khiến nhiều người trông ngóng, mong chờ và háo hức đến như vậy? Thứ nhất, đây là mẫu siêu xe mui trần đầu tiên trong giải sản phẩm Ultimate Series của hãng xe Anh Quốc với giá bán lên đến 1,69 triệu USD. Còn số 69 cũng khá là tâm linh đó nha. Những đặc tính kỹ thuật trên McLaren Elva khá độc đáo và chưa từng có trên bất kỳ siêu xe nào tại Việt Nam. Điểm đặc biệt của mẫu Hypercar là không có kính chắn gió hay mái che. Đây là phong cách thiết kế cabin mở tương tự đối thủ Ferrari, Monza SP1 và SP2. Tuy nhiên, với thiết kế này, Elva sẽ không thể vận hành trên đường phố Việt Nam do không thể đăng ký, đăng kiểm vì không đáp ứng các tiêu chuẩn đăng kiểm của cơ quan nhà nước. Thời điểm mới ra mắt, McLaren công bố chỉ có 399 chiếc Elva được xuất xưởng. Tuy nhiên, với thiết kế khá bất tiện và giá trị thương hiệu khó lòng nào so sánh với đối thủ Ferrari, Monza SP1 và SP2, khiến nhiều người chơi xe không hào hứng với việc tậu mẫu xe này. Hãng đã phải hạ con số trên xuống còn 249 và hiện tại chỉ còn 149 chiếc được xuất xưởng. Ở phía sau đuôi xe, cánh gió lớn có thể tự điều chỉnh cả về chiều cao lẫn góc nghiêng để tối ưu kính khí hồng học. Cánh gió này còn có chức năng nhồi phanh không khí. Bộ khuếch tán phía sau dẫn luồng khí mà không làm giảm đường thoát khí, hoạt động kết hợp với cánh gió sau, trong khi gầm xe hoàn toàn bằng phẳng. Khác với nhiều mẫu siêu xe khác với phần thân bên ngoài được cấu tạo từ nhiều chi tiết ghép lại với nhau, như lưới cản trước, cản sau, ốp thân, hộp bánh xe, McLaren Elva có phần tối giản hơn khi chỉ có một số chi tiết để tạo nên bộ khung của chiếc xe. Điểm đặc biệt là các chi tiết này đều được làm từ sợi carbon để tối ưu hóa trọng lượng. Nhờ đó, Elva là mẫu xe thương mại nhỏ nhất của hãng xe Anh Quốc từng được chế tạo cho đến nay. Siêu xe McLaren Elva là mẫu xe đầu tiên được trang bị tính năng Active Management System Air. Hệ thống đưa không khí từ mẫu siêu xe qua buồng lái để tạo ra một kính chắn gió ảo. Thiết kế khác lạ cũng mang nhiều bất tiện khi chủ nhân phải bảo quản kỹ hơn phần nội thất của chiếc siêu xe này. Nắm được tâm lý đó, McLaren đã hoàn thiện nội thất với nhiều điểm đặc biệt. Cụ thể, phần ghế được bọc lại da được bộ bề 4 lớp mang đến khả năng chịu nhiệt cao và chống ẩm. Đi kèm một số nút bấm cũng được tối giản. Màn hình thông tin giải trí tấm hình nghiêng về phía người lái để tạo ra cảm giác thoải mái hơn. Được cố định với 7 tấm lô thông qua một bộ đã làm hoàn toàn từ sợi carbon. Hãng xe Anh Quốc cũng đã tùy chỉnh chi tiết này để có thể vận hành nhiều công việc cùng lúc với độ hiển thị sắc nét và dễ dàng thao tác. Xe được trang bị động cơ V8, dung tích 4 lít, tăng áp kết được cải tiến từ Senna và Senna GTO, giúp sản sinh công suất lên đến 804 mã lực và 590 Nm mô men xoắn. Kết hợp với hộp số tự động liên hợp kép 7 cấp, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 2,8 giây. Tốc độ tối đa của chiếc siêu xe này vẫn là một ẩn số. Vâng, thì vừa rồi chúng ta cùng nhau khám phá chiếc McLaren Elva vừa cập bến Việt Nam. Nói chung cũng khá là đáng tiếc là chúng ta sẽ không được chiêm ngưỡng mẫu siêu xe này. Nhưng mà không sao, theo mình được biết thì sắp tới anh Phan Công Khanh cũng sẽ nhập về một chiếc McLaren Elva tương tự. Tuy nhiên thì như mình nói ở trên rồi đó, mẫu xe này không hợp pháp để di chuyển đường phố Việt Nam vì không đủ đáp ứng các tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước. Thế nên là rất là có thể chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng mẫu xe này ở dạng trưng bày mà thôi. Tuy nhiên đó cũng là một tin vui rồi. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe kênh YouTube cũng như là theo dõi fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa SSS Automotive Photography. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tới. Xuân Xe xin chào.
đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai, players OG, money tall like Kobe, Jeff Lau là của Gucci, gói năm là Versace, bên ngoài là